À, thưa giáo sư nguyễn đăng hưng à, vừa rồi ông có tiết lộ một cái điều mà rất là lý thú là một trong những cái người đầu tiên mà dùng cái chữ abc để viết tiếng việt đó là một nhạc sĩ à, ông cha De Pina thì chắc phải là một cái người nhạc sĩ thì mới thưởng thức được cái âm thanh sắc huyền hỏi ngã nặng và Đúng vậy. cái người tây phương bình thường đó, họ không có thói quen đó và à, giáo sư vừa mới nói rằng Ông Cha De Pina đã soạn ra ghi âm gọi là dùng son sonfage, dùng ABC để ghi lại tiếng Việt thì cái cái đó giáo sư thấy ở đâu? Dạ, yeah, à, bây giờ vẫn còn à, một văn bản, à, một cái lời báo cáo của Cha De Pina gửi về dòng tên ở Lisbon này. À. Bây giờ vẫn còn giữ lại cái tài liệu đó và cái sáu cái âm điệu của tiếng Việt thì cái có một cái hồ sơ à, viết bằng nhạc. À, à, để nói lên cái các dấu của tiếng Việt của ông Dopeña gửi về à, à, dòng dân ở Lisbon hồi thế kỷ thứ 17. Ồ, à, có lẽ cái ông Dopeña này là cái người có công nhất trong cái việc mà mà dùng ABC để viết tiếng Việt. là bởi vì ông ấy nhận ra rằng cái âm thanh là quan trọng chứ không phải là cái nguyên âm phụ âm thôi mà là, là giọng trầm bổng. Và ông đã có công cả ghi cả cái âm thanh đó bằng nốt nhạc để người ta có thể hát cho đúng tiếng Việt được hay quá. Thì sau uh, ông cha Đờpina đấy, còn những cái vị giáo sĩ khác cũng đóng góp vào cái việc uh, viết tiếng Việt. Dạ, vâng, à, có một ông được gặp Môza, ừ. ông Bập Môza à, cũng là đi sang cùng một lúc với ông được Pina. Ừ. Thì hai vị này là một người làm một cuốn từ điển viết tay, từ điển Việt bộ và một ông kia thì làm cái tư biển bùa việt thì uh, cha Alexander là người tới sau thì lúc đó là cha Đờphina đã mở ra một cái lớp học dạy tiếng việt cho các giáo sĩ tây phương tới sau thì ngài Alexander là người đã thủ giáo của cha Đờphina à, vậy là cha Alexander là học trò của cha đúng vậy điều này cha Alexander đã nhìn nhận và đã viết cái sự tích này trong cái nhập đề của cái cuốn từ điển yeah. mà cha đã xuất bản tại Roma. Yeah. Cái cuốn từ điển uh, Alexander Gold đã in ra ở Roma năm 1660 mấy đó. Thì cái cuốn đó là tự điển Việt Nam rồi Bồ Đào Nha rồi tiếng Latin. Vâng. Vậy thì cái phần mà Việt từ tiếng Việt dịch sang tiếng Bồ Đào Nha đó thì là đã có các cha bộ đồ nhà đời trước soạn rồi còn cái phần Latin thì chắc là cha đúng đúng nghĩa là cha Ajanđo đã kết hợp được yeah. những cái công trình trước đó yeah. và cha đã đem về hôm à. tất cả các công trình đó yeah. mà cha Ajanđo cũng có nhắc lại cái công hiến của các cha khác yeah. và cha đã chua thêm cái phần cuối cùng là cái phần tiếng Latin yeah. để có cái từ điển là tiếng Việt tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin xuất bản từ Roma hồi thế kỷ thứ 17. Và cái điều mà lý thú ở đây là quý vị như là cha Pina hay là cha Lan Giọc Hồ à, soạn ra những cuốn tự điển đó, đó thì cái mục tiêu đầu tiên của họ là để dạy cho người Tây Phương. Người Tây Phương nhất là các vị truyền à, giáo đến Việt Nam muốn học tiếng Việt thì có cái tài liệu đó để mà dùng. Thành ra nếu mà chỉ dùng cái tự điển cũ của các cha như là cha de nhá thì chỉ là dành cho người Bồ Đào Nha thôi. Thì ông Alexander Gold, ông đã nghĩ rằng bây giờ có những cái người Pháp, người Ý, người các nước khác mà sang bên Á Đông truyền đạo vậy. mà muốn học tiếng Việt mà để phải học bằng tiếng Bồ Đào Nha thì phiền quá. Thì có một cái ngôn ngữ, <laughs> phải nói là ngôn ngữ quốc tế thời đó là chữ Latin. Cho nên là ông Alexander Gold, ông bảo phải cho cái nghĩa Latin để những người không phải bồ đâu nha cũng có thể học tiếng việt được thế đó mà tình cờ cuối cùng thì là họ đã soạn ra một cái thứ chữ viết mà người việt nam sau này thấy là quá tiện dụng ai cũng muốn dùng cả đúng vậy cái công cái công của cha Eisenhower là cái công tổng hợp các công trình để mà công bố một cái công trình khoa học ở thế kỷ thứ 17 bảy là cái thời mà phong trào khai sáng xuất hiện tại Ý. Yeah. Cho nên sau cái công bố đó thì tiếng Việt và chữ quốc ngữ trở thành một cái tiếng quốc tế của một dân tộc là dân tộc Việt Nam ta. Yeah. Cái công của cái dân tộc đó là lớn lại đã công bố được, đã tổng hợp được và đã duy trì được cái sự phát triển của chữ quốc ngữ yeah. trong khuôn khổ nhà thờ. Yeah. À. Nhưng mà đã ảnh hưởng đến cả cái, cái, cái tương lai văn hóa của nước Việt Nam. Đúng vậy. Là bởi vì cái cuốn đó là in ra từ thế kỷ 17. Cho đến thế kỷ 19 á. Thì chúng ta mới có cái tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Là tờ gia định báo của Trương Vĩnh Ký. Rồi cái có thể nói là tờ tạp chí đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Và những chuyện ngắn đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ cũng là do Trương Vĩnh Ký viết. Nhưng mà ông Trương Vĩnh Ký là cái người từ thế kỷ 19 đã kêu gọi người Việt Nam nên dùng cái chữ này làm cái chữ viết chính của mình bởi vì ông ấy thấy nó dễ học quá. Nếu mà học bằng chữ nôm thì quá lâu. Thành ra đến đầu thế kỷ 20 đó, nước Việt Nam bị Pháp đô hộ rồi thì lúc đó người Pháp và chính phủ Việt Nam lúc đó là chủ đình Huế mới chính thức là bảo mình phải dùng cái chữ này để mà viết tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư nguyễn đăng hứng chúng ta sẽ ngừng lại mấy phút để mà tiếp tục chương trình phỏng vấn trong phần tới sau phần thông tin thương mại xin cảm ơn quý vị